Thông tin trên vỏ hộp tiết lộ một vài chi tiết thú vị về sản phẩm sắp ra mắt, trong đó nổi bật với camera Super Speed, khẩu độ f1.5 và f2.4. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị loa ngoài với công nghệ AKG. Cũng theo bức ảnh này, Galaxy S9 sẽ trang bị màn hình 5,8 inch Super AMOLED với viền cong tương tự model S8 năm 2017. Những thông số khác khá giống với model cũ, với độ phân giải camera sau là 12 megapixel, chống dung quang học, Camera trước 8MP, khả năng chống bụi nước IP68, bảo mật mống mắt, bộ nhớ trong 64GB, RAM 4GB và công nghệ sạc không dây. Nếu những hình ảnh này là chính xác thì Samsung Galaxy S9 sẽ chỉ là một bản nâng cấp chứ không có quá nhiều đột phá như S8 đã làm.